shop rồi các bạn ơi. Qua xăng hôm nay các bạn thấy xăng hôm nay là 1.67 đó. Xăng nó khủng khiếp nè. Hồi sáng mình đổ, sáng mình dớn giác mình đổ là mình nghĩ mình đổ 50 đồng thôi. Thì mình nhìn qua nhầm vô cái chỗ mà cái chỉ số lít. Mình đổ 50 lít nó tính mình tới 83 đồng mấy luôn. Trời ơi, té quả tâm tin luôn. Oh my god. Xăng khủng khiếp. Mình đi shop quay. Đây này mình, đây này các bạn, sáng mình đổ xăng này, này 50 lít này, 50 lít là 1.679 trên 1 lít là 83.97 sen là 84 đồng đó. Trời ơi, một tuần má ơi luôn. Tối tăm mặt mũi. Đó, xăng ở bên này nó lên thì xăng lên là chắc do chiến tranh đi chứ gì. Bữa giờ ông Mỹ ông quýnh mấy ông nội ở trên cứ lo chính trị chính trọt gì đó, lo dân chúng khổ. Chiến tranh thì xèo chỗ này thì xăng dầu nó lên chỗ kia cũng lãnh đủ à. Ai mà có hăng nào là chiến tranh chiến này chiến nọ là mọi người dân trên thế giới đều lãnh đủ đó. Việt Nam chúng ta than giảng xăng lên, không phải ở Việt Nam đâu đâu các bạn, ở bên này xăng cũng lên đó. Trước kia thì có một đồng, mà hồi đó 2-3 năm trước chỉ có một đồng hơn một đồng một lít thôi, bây giờ lên tới 1.6 rồi đó. Vừa rồi là 1.3, 1.4, bây giờ lên 1.67, 1.69 đó, gần 1.67 rồi đó, 1.7 rồi. Ồ, cái này, tiền này là lương rồi, không lên mà đi làm mà xa là một tuần như xe mình như vậy thì một tuần như vậy tới mới 70-80 đô một tuần. Trong trăm chẳng tuần này làm mình lấy dư trời. Thôi thang vẽ cũng không được gì, mà đành phải cắn răng thôi. Trời mưa đất chịu rồi các bạn. Bây giờ mình đi shop. Ở đi shop thì mình bây giờ là mình phải đi lấy mấy cái bì đi nè. Đây nè, nào là shop shop khâu, nào shop Audi nè. Bây giờ á, ô xe mình nó dơ. Cái mình nè. Tổng hợp luôn. Tùm bè lặng luôn. Shop nào đó chính phủ họ ban, họ cấm mấy cái bao bóng đen rồi. Bây giờ là họ phải bắt mình mua. Mình này, cái này là 15 sen nè. Có cái túi kia là mấy chục sen gì đó. Bao đây nè. Phải mua thôi. Dâu giống này, dâu nhỏ này. Bao nhiêu? 3.5 đồng, 3.5 đồng một khay này nhỏ. Cà chua 3 đồng. Cái cây gì đây ta? Cái chanh dây nữa các bạn.
Này, cái chân dây này, trái tím đó. Fashion food này. $6.50 một cây đó. Cái này là $6.50 một cây đó. Này bán đồ để ở ngoài sân vườn rồi gì đó, rồi sân vườn rồi cho nó đẹp. Con gà bằng ton bằng sắt, 16 đồng, 16 đồng. Con có con găng kangaroo này, con bằng sắt luôn. Họ cắt miếng miếng xong họ hàng rồi. Con thú mỏ vịt này. Mình đi mua gì, mình đi mua sữa. Ồ, đồ này là chó. Cho mấy tuổi hả? Idol 7 Plus này. Thịt gà, rau cải, gạo. Các bạn thấy đồ ăn cho chó mà bên này họ vào bao vào mì rồi ngon lành luôn nè. Nhiều khi mình thấy mình cũng tủi thân ở Việt Nam đó. Người thì khó khổ. Cái mấy cái này áo quần cho chó 26 đồng. Cái nịt chó. Cây gậy cho ông giỡn nữa nè. Cái đồ cho chó này chơi. Thức ăn cho chim. Lúa gạo cho chim. Két. Đây là cái dãy đồ lạnh này. Kim chi, đồ há cáo, đồ tàu, đồ ăn của tàu đó, giấm xà đồ. Có tùm lum bên đây nè. Bơ đồ nữa. Vô trong cái shop quầy này thì nó cũng tương đương với lại một cái siêu thị vậy đó, gần bằng như siêu thị ở Việt Nam vậy đó các bạn. Cái hem này, thịt heo này, hem này 7.50 ký. Xúc xích. Mình tới mình mua kem đi. Kem ở đâu? Đây rồi, đây rồi, nhóc của mình cũng ăn kem đó. Check con thử đúng cái hình đó không? Thỉnh thoảng mình mau quên.
đây split đây. Hôm nay nó giảm 1/2 giá đó. Thấy trên mạng này một nửa giá đó. Giá cũ nó là 6.8 đồng, giá mới bây giờ 3.4 đồng. Một nửa thì mình lấy hai cái, hai bình sữa. Bên này là giấy vệ sinh nè. Mấy bịch kem với chai sữa. Ô, mặt trời chiều đằng kia đẹp quá. Khắp phạt bữa nay giờ trống rồi. Ngày cuối tuần ở khắp phạt đông lắm các bạn. Đó, nếu mà mua cái bao đó là 15 cent đó. Thì trước kia đó, cứ mình cứ đi shop á, shop khâu hay là shop tất cả các shop Woolworth hay là tùm lum đó, thì đều họ có cái bao sẵn, họ có cái một cái dãy túi sẵn thì mình bưng đồ ra mình lấy, mình cứ bỏ vô là mình xách về thôi. Rồi hình như là thời điểm này đó, khi mà cái đó vấn đề mà rác mà kiểu khó xử lý đó các bạn, thì họ chính phủ mới cấm sử dụng những cái bao nhựa đó nhiều. Thì bây giờ là họ ra họ bán không có xài miễn phí nữa. Nếu mà mua cái vỏ cái túi dạ túi nhựa túi vải nó nhựa nhưng mà loại dày dày hơn thì cái đó gần một đồng một túi. Còn cái bao bình thường như hồi nãy mình thì chỉ có 15 cent thôi một cái thôi. Đó là mình hôm nay là mình đi một chút xíu ra ngoài shop quầy. Ở bên này đó cái shop quầy tùy theo khu vực các bạn. Một cái shop quầy ví dụ như là như hồi kia mình ở trên Queensland á, mình ở cái chỗ cái vùng mà Cotton Tree á, mình thấy cũng Woolworth nhưng mà cái Woolworth nó cũng bằng một cái shop bình thường giống như là cái shop bán tạp hóa của người Việt mình ở những cái vùng Sơn Đông Bình vậy đó. Một cái giống như ở Việt Nam mà một cái dãy hàng bán tạp hóa vậy đó. Nhưng mà Woolworth thì thường thường nó có là trong đó nó có hình như cũng tùy thôi. Họ có bán nào là rau củ quả đồ đạc gia dụng vân vân ba linh tinh gì đó. Thì cái vùng nào mà cái central nào lớn thì Woolworth đặt ở chỗ đó lớn thì họ bán lớn hơn. Thì đó là nó cũng na dùng mình vô như siêu thị vậy đó. Ở bên này đó thì có thể là cái hơi mô hình siêu thị của Việt Nam hay là siêu thị thì ở bên này nó là vậy đó các bạn. Nên shop khâu thì nó bự hơn, như là Target thì họ trong đó họ chỉ bán đồ khô thôi, rồi áo quần giày dép hàng rẻ tiền, đồ chơi con nít vân vân, ba linh tinh rồi máy nghe radio đồ đó, rồi đồ gia dụng, xôn nồi chảo. Còn ở khâu thì họ bán cũng đủ loại, khâu nó bán cũng giống như là ở Woolworth vậy đó, đồ gia dụng trong đó có một cái quầy bán thức ăn, thịt rồi thịt cá tôm cua gì đó, quầy áo quần rồi nói chung là đồ gia dụng. Còn shop quầy với lại Woolworth thì hình như shop quầy với Woolworth là một cái vậy đó.
có chỗ là gọi Subway, có chỗ gọi Google. Thì nó nè nè giống nhau, bên này nè nè y chang nhau vậy đó. Mình muốn mua sữa thì tới shop khâu mua cũng được, muốn tới Google mua cũng được. Tùy lựa chọn của mình. Đó, hôm nay thì mình đi một chút chia sẻ về cuộc sống của hàng ngày của mình. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video clip của mình. Khi nào có dịp đi chơi xa hay là hình ảnh đẹp thì mình chia sẻ tiếp tục cho các bạn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video clip. Bye, hẹn gặp lại ở video sau nha.